Hỏi các bạn thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài 3. Thì ở bài 3 này là chúng ta lựa chọn cái đáp án đúng. Thì mình sẽ giải thích qua đề bài một chút. Đó chính là đáp án đúng chính là cái người mà có nhu cầu. Ví dụ như ở cái bức tranh bên này, ví dụ thì là mình đã dịch qua đây. Tức là bên tay trái này người ta sẽ ghi một đoạn quảng cáo như sau. Tức là công ty của chúng tôi có bán cái áo bundi. Áo bundi là gì? Là các cái áo khoác, áo ấm như thế này các bạn ạ. Đây các bạn nhìn, đây chính là các cái áo ấm bundi. Mình sẽ không dịch từ này tại vì mình chưa biết dịch nó như thế nào các bạn ạ. Chắc là cái áo ấm thôi các bạn. Thì ở đây người ta có ghi là công ty chúng tôi có bán áo bundi cho phụ nữ lẫn đàn ông. Và Yarmina Bitka tức là bộ sưu tập mùa xuân với nhiều mẫu mã mới và với giá cả phải chăng và với chất lượng tốt quý phái dành cho tất cả với mọi loại kích cỡ và chúng ta có thể thử nó ở trong nhà các bạn ạ, tức là chúng ta mua về và chúng ta thử ở nhà. Thì mình sẽ phải lựa chọn đáp án đúng là cái bà Jana. Cái chữ in đậm này chính là tên riêng, tức là bà Jana thì rất thích là ăn mặc đẹp. Đây mình nhìn như mình có dịch dưới này luôn à, thế là mình bỏ qua cái bà Jana rồi. Thôi thì mình sẽ cùng nhau dịch luôn. Thì bà Jana này là bà rất thích ăn mặc đẹp nhưng mà bà không mang cái đồ gì bằng da và bà này là rất thích mua sắm trên mạng internet và hiện tại là bà cần cái Yarni Bundu, tức là bà cần cái áo áo bunda này, áo bunda mùa xuân. Cái Yarni này nghĩa là mùa xuân và áo Yarni mùa xuân và mùa đông thì nó khác nhau ở chỗ là một cái dày và một cái mỏng hơn thôi các bạn ạ. Thì đó chính là đáp án đúng tại vì bà này bà đang cần cái áo mùa xuân, cái áo bunda mùa xuân này thì có cái công ty này nó bán thì chúng ta phải ghép công ty này với cái bà Jana này và tương tự chúng ta sẽ đi vào số 11. À mình còn ghi ở đây nữa là cái www này thì đọc là www dấu chấm đọc là tchka và dấu gạch ngang này các bạn đọc là pomochka. Cái này sẽ đọc là www.mz.pomlchka.shop.cz. Thì chúng ta đọc cái tên miền cho nó đúng. Chúng ta sẽ đi vào câu số 11. Thì các bạn có thể đọc cái bản dịch ở dưới này. Còn mình sẽ đọc bằng tiếng Séc cho các bạn nghe. Và mình sẽ phân tích cùng nhau. Nová nabídka sportovního oblečení pro děti od jednoho roku. Akce tohoto týdne. Dvě bundy za cenu jedné. Slevy také na sportovní kalhoty, čepice a boty. Poštovné zdarma při nákupu nad 1000 korun. www.hopaskop.cz. Thì chúng ta sẽ cùng nhau dịch qua cái đoạn này. Thì như mình đã dịch ở đây là chúng tôi cung cấp quần áo thể thao cho trẻ em từ 1 tuổi. Thì cái sportovní này, cái sport là thể thao, còn oblečení là quần áo. Akce tức là cái đợt giảm giá. Tohoto týdne là tuần này. Tức là lúc chúng ta mua hai cái áo thì chúng ta sẽ tính giá tiền như một chiếc. Cái từ sleve và akce này thì thực ra là nó có cùng một nghĩa tức là giảm giá thôi các bạn. Sportovní tức là thuộc về thể thao. Kalhoty là quần. Čepice là mũ. A boty là giày. Poštovné zdarma tức là tiền vận chuyển sẽ miễn phí hoặc người ta còn gọi là tiền ship.
là miễn phí nếu như các bạn mua hơn 1.000 cu. Cái từ not này tức là hơn hoặc là trên. Thì bên này chúng ta sẽ chọn bà Sona này, tức là bà này đang cần mua quần áo cho con, đứa con nhỏ của bà ấy, đứa con trai nhỏ. Sen tức là con trai. Vidisesnaji naitnetsolevneho apekneho, tức là bà này luôn muốn tìm những thứ rẻ tiền nhưng mà nó lại đẹp. Thì đáp án đúng chính là B, tức là cái quảng cáo ở phía tay trái này sẽ phù hợp với bà Sonya. Tiếp theo chúng ta sang câu số 12. Đây số 12. Mình sẽ đọc qua bằng tiếng Séc và các bạn có thể đọc ở bên dưới bằng tiếng Việt. Prodáváme značkové sportovní oblečení pro ženy. Nyní sleva na dámské zimní bundy ve velikosti M a L. Podívejte se na naše webové stránky www.sportovnímoda.cz a vyberte si svoji oblíbenou barvu. Zboží můžete mít doma nejpozději druhý den. Thì các bạn hãy đọc cái này. Thì cái bundy này thì mình đã giải thích rồi, tức là cái bundy này là các cái áo như thế này, các cái áo khoác vào mùa đông hoặc là mùa thu thì nó sẽ mỏng hơn. Các cái từ nó quan trọng, kiểu nó không phải là từ khóa trong này nhưng mà mấy cái từ mà mình cảm thấy nó hay được dùng đến trong đời sống chính là các cái từ như là ni nhì. Cái từ ni nhì này có nghĩa là hiện tại. Đấy, sportovní, tức là cái sport này thì luôn liên quan đến thể thao. Còn oblečení là quần áo. Thì đáp án đúng ở đây chính là đáp án E. Thì đáp án E, thì chúng ta cùng nhau xem ở đây. Đáp án E chính là bà Petra. Cùng với bạn của cô ấy sẽ đi lên núi để trượt tuyết. Và năm ngoái cô ấy đã mua lige mới và giờ cần bộ quần áo mới. Đấy, thì lige nghĩa là gì? Thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu luôn. Lige. Đây các bạn, lige là cái này. Là cái trượt tuyết bằng cái này các bạn. Nó là mỗi chân một mỗi mỗi chân thì chúng ta sẽ đeo một chiếc. Nó là cái tấm ván trượt. Đấy, như thế này. Thì người ta gọi là lige. Thì chúng ta cùng nhau xem lại, tức là bà này thì cùng nhau đi với bạn bạn của cô ấy, camarade. Đấy, nahore lyžovat, tức là bà này đi lyžovat, tức là đi trượt tuyết. Cái từ loni này có nghĩa là năm ngoái. Đấy, thì theo mình nghĩ thì mình đã dịch cho các bạn. Thì đáp án cho câu số 12 chính là đáp án E. Và tiếp theo chính là câu số 13. Chúng ta sẽ cùng nhau xem câu số 13. Đây. À, cái từ bun này thì nó cũng là từ bun đi nha các bạn, tức là lúc thì người ta sẽ dùng bun, lúc thì người ta sẽ dùng bun đi là chuyện bình thường. Mình sẽ cho các bạn xem cái này. Bundy. Thì có cái chữ bundy các bạn. Thì các bạn nhìn thấy đây, đều là một cái từ áo khoác, tức là cái áo khoác này hoặc là áo khoác dành cho nữ hoặc là nam. Thì nó sẽ có tất cả các loại, thì nó sẽ được chia cách như thế này, từ cách 1 đến cách 7. Tức là nó sẽ có 7 cách. Và các cách này dùng như thế nào thì chưa cần hiểu rõ lắm. Nhưng mà các bạn, các cách này dùng như thế nào thì không thể nào mà giải thích cho các bạn được ở cái mức A2 này. Nó rất là khó. Ngay cả những người Séc, người ta nếu như người ta gặp một cái từ gì đó nó lạ một chút thì người ta cũng không biết cách đưa nó về tất cả 7 cách đâu. Nên là mình chỉ cho các bạn xem cái này.
để các bạn biết, tức là cùng là một từ, cùng là một nghĩa như nhau, nhưng mà nó lại được viết ra thành nhiều cách. Đây cái từ bun của chúng ta đây, và có từ bun đi, các bạn thấy đây, bun đi. Đấy, rất là nhiều từ bun đi. Chúng ta đang làm câu số 13. Do mình đã dịch ở dưới này nên là mình sẽ chỉ dịch cho các bạn một số từ mà mình cảm thấy nó thiết thực, nó hay dùng trong cuộc sống thôi các bạn ạ. Nove, cái từ nove này tức là mới. Cái pochasi này là thời tiết. Pochasi, thời tiết. Kvalitni tức là đồ mà nó chất lượng tốt các bạn ạ, đồ xịn. Đấy. Thì tức là cái câu 13 này thì tức là có nhiều mẫu cái áo ấm dành cho đàn ông, và có áo ấm dành cho mọi loại thời tiết, tức là dù mưa dù nắng hay dù là trời lạnh thì các bạn đều có thể tìm được cái áo ấm tốt cho mình. Người ta có cam kết về chất lượng và nó sẽ rất là nhẹ nhưng mà ấm, với nhiều màu sắc khác nhau, và giá cả thì sẽ nằm trong khoảng này, và các bạn có thể đặt mua hàng qua trang web. Thì đáp án đúng chúng ta cần chọn là đáp án A, cái bà Iveta này. Để mình cho các bạn xem cái đoạn dịch bà Iveta đây, tức là bà Iveta muốn tạo niềm vui cho chồng của cô ấy, người mà rất thích thể thao. Cô ấy muốn mua cho chồng một cái áo bunda đẹp. Cái áo bunda này là cái áo ấm. Đây các bạn, mình sẽ cho các bạn xem liên tục để các bạn sau khi xem xong video này thì các bạn không thể nào quên. Cái áo bunda đẹp vào ngày sinh nhật của anh ấy, tức là chồng của cô ấy. Đây. Narozeninam, cái từ Narozenini này là sinh nhật các bạn. Cái từ này là sinh nhật. Tiếp theo sang câu số 14. Tức là bundi và kabati dành cho phụ nữ làm từ da, tức là làm từ da thật. Thì cái kabati này mình cũng sẽ tìm cho các bạn. À, đây là cái lige các bạn ạ. À. Đấy. Kabati. Đây, cái kabati là cái áo ấm như thế này các bạn ạ. À. Nó thường thường là cái áo mà nó dài đến tận chân. Còn cái áo bunda này thì nó chỉ ngang người thôi. Đây, nó chỉ ngang người như thế này. Nó chỉ ngang người. Còn cái kabat thì nó là dài cho đến tận chân. Nó giống như mấy cái áo mà ông thám tử hay mặc các bạn ạ. Muski. Tức là áo kabat dành cho nam. Đây các bạn. Các cái áo dài như thế này thì là kabat. Rồi. Màu sắc thì có màu trắng, màu xám và màu nâu. Đấy, mình khuyên các bạn là các bạn nên học thuộc hết tất cả các màu. Thực ra nó cũng không có nhiều màu lắm đâu. Học thuộc tất cả các màu bằng tiếng Séc. Phù hợp cho cả mùa xuân lẫn mùa thu. Hàng chúng tôi gửi về trong vòng 3 ngày và miễn phí cước bưu điện. Thì mình đã dịch đây cho các bạn thì theo mình nghĩ nó chẳng có gì mà mình phải phân tích lại, bởi vì là nó khá là rõ ràng. Và chúng ta sẽ cùng nhau xem cái đáp án C là đáp án đây. Tức là đáp án C này là bà Marie có đứa con gái 15 tuổi, người mà rất thích quần áo làm từ da. Cô ấy là một học sinh tốt, vì thế bà Marie muốn mua cho cô ấy cái gì đó đẹp đẹp. Thì đáp án của chúng ta bà Marie. À, bà Marie. Đây. Mình sẽ đọc bằng tiếng Séc cho các bạn. Marie má 15 ceru. Đấy, 15 ceru là 15 tuổi. Ceru tức là con gái. Ktera má ráda kožené oblečení. Tức là người mà thích, rất thích quần áo làm từ da. Cái từ ktera này tức là người mà, tức là ý nói đến cái, ý nói đến con gái của bà Marie. Je dobrá studentka, tức là một học sinh tốt. A proto
Ich sehe Maria Kopit nicht so hässlich. Thì chúng ta chọn đáp án này. À, hình như mình chưa đọc cái này bằng tiếng Czech cho các bạn, thì mình sẽ đọc luôn cho các bạn tham khảo. Dámské bundy akabáty z pravé kůže. Cái từ pravé kůže này là tức là làm từ da thật các bạn ạ. Barvy màu sắc bílá, šedá a hnědá. Vhodné na jaro i podzim. Zboží posíláme do 3 dnů poštovné zdarma. www.koženézboží.cz. Thì chúng ta đã chọn xong 4 đáp án, nhưng mà chúng ta hình như là vẫn còn thừa một cái mà chúng ta không chọn, thì mình sẽ dịch nốt luôn cho các bạn. Đây, cái tức là bà Lucie. Mình xem là hình như mình có dịch đấy. Đây, tức là bà Lucie này có 2 người con trưởng thành. Và cô ấy cần túi xách da cho con gái và cần chọn giày leo núi cho con trai. Thì chúng ta xem cái bà Lucie này, mình sẽ đọc cho các bạn nghe luôn. Lucie má 2 dospělé děti. Pro dceru potřebuje koženou kabelku. Đấy, tức là pro dceru, tức là dành cho con gái thì cần cái ví, cái túi bằng da. Asinovi vybírá boty nahoře. Tức là cho con trai của bà ấy thì bà ấy lại cần có đôi giày để cho con của bà ấy leo núi. Như phần mà mình đã dịch ở dưới này. Thì mình xin nhắc lại là cái file này mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video, hoặc là cái trong cái phần bình luận của mình các bạn cũng có thể tìm thấy nó. Còn nếu như các bạn xem trên điện thoại mà các bạn không tải về được thì các bạn có thể xem luôn ở đây. Mình sẽ để từ từ như thế này cho các bạn có thể tạm dừng video và các bạn tham khảo. Đấy, tức là câu số 13 đây. Các bạn có thể tạm dừng. Tiếp theo là các cái đáp án ở đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đáp án. Và chúng ta đã làm đúng hết các bạn ạ.